Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình vô một cái vườn mai ghép các bạn ơi. Em chia sẻ các bạn cái vườn mai ghép ở đây thì khu này là khu chợ lách các bạn. Đây là bán mai ghép thì nó cũng có nhiều loại các bạn ơi. Để em quay cho các bạn xem ha. Này là mai trắng. Trắng này ngày xưa kêu bằng trắng miếng điện nữa các bạn. Bông nó quá trời luôn mà. Ở bên đây thì mai dảo các bạn, này cũng dảo nè, đây là nhà vườn người ta bán sỉ lẻ luôn các bạn ơi. Ở đây có gốc này người ta làm đế hết trơn nè, rất là hay ha. Cái này là mình bán tại chỗ hay là mình có gửi đi không anh? Để bán tại chỗ anh ạ. Này bán tại chỗ. Cái cây nãy anh nói là 650 ngàn là cái này. Cái này nè. 650 ngàn. Gốc nó có đế không? Cây này cao khoảng 6 tấc ha. Trên ạ. Trên 6 tấc. Ồ, rất tiếc là cái này không có gửi đi các bạn ơi. Này chỉ chủ vườn ta bán tại vườn đó các bạn, đủ thứ giống. Ở đây là giống dảo nè, có giống này như là dảo tăng châu hay gì nè, mập cũng thu đất luôn anh. Như mấy cây lớn này là giá nhiêu anh? Lớn này nhắc còn bỏ lại nuôi lại chứ anh. Lên đây vẫn luôn. Ủa sao vậy anh? Nuôi lại cho nó bự chút nữa, năm sau nên cho đủ nền nuôi nè. Ở bên đây có cái cây, có cây đại lộc nó đang nở nè. Cây đại lộc mà thích nhất là cái búp mà nó mới lú lú này nè. Hai gì của người ta nở luôn, ảnh không nở nằm đây nè. Không đẹp quá trời. Bên đây cây nhỏ, cái cây nhỏ này là bao nhiêu cây anh? 320. 320 một cây. Gốc có đế chứ. Cái này cúc nè. Cúc mai này, cúc mai Bình Định nè. 320 một cây. Không đi tắt đường kia hết được hay gì đi đây? Hả? Đi tắt kia không được hay gì đi đây? Quá trời các bạn. Quá trời mong. Trắng này là hồi xưa nó gọi là trắng miếng điện rồi phải không? Hay là khác này, giống khác thôi. Cái giống này khác nè. Trắng này với cái búp nó bự hơn. Bự hơn bóng. Miếng điện ngày xưa nó bo nhỏ nhỏ đúng không? Ừ. Đúng rồi, cánh. Cánh nó nhiều ha. Cánh nhiều hơn nữa nè. Bụng trắng mà nhị vàng. Trắng nhị vàng à. Đúng rồi, trắng nhị vàng đẹp hơn cái loại nhị trắng. Này nhị vàng đàng hoàng à. Đúng rồi, nhị vàng nó giống như điểm hồng vậy đó. Không mà đẹp nè. Ồ, gốc đã quá trời luôn. Trắng nhị vàng. Lá nó mua cẩm thạch luôn nè. Thì lá nó vậy, cây nãy tông lá cây tổng nữa, cây giống á, cây gốc á. Lấy ra nó ghép đây nè. Bông quá trời bông luôn. Còn nguyên lô tới trong đó luôn ha. Mấy cây tông đây à. Ờ, cây đó. Búp bánh rồi nữa kìa. Đôm nữa kìa ha. Này là anh bán nhiêu cây anh?
250 một cây các bạn ơi. Cái này cũng có nhiều bạn hỏi cái mai trắng lắm nè, nhưng mà mình thì mình không có giống của nên mình mới xuống cái vườn này thì gặp quá trời luôn. Bông bông này cũng đẹp quá, nhiều cánh các bạn, 2, 4, 5, 6, 7, 8 cánh. Ồ, hay quá. Ủ mai đặc hết trơn. Ủa vậy là khoảng gầm lạc lá ha anh? Nè hả? Chắc cả 12, 13 rồi. 23 lạc rồi ha. Quá trời nụ luôn. Giả khu đất thì cái bông nó bự lắm. Bụi trình bành nè. Quá trời luôn. Ở đây là số điện thoại của cái anh chủ vườn các bạn ơi. Đây là Tăng Thuyền, huyện Tăng Thuyền, xã Tăng Thuyền, huyện Chợ Lách các bạn ơi. Các bạn có thể liên hệ số này để biết mà mua cái mai này, ảnh có bán sỉ với bán lẻ luôn các bạn ơi.